Xin chào các bác. Đấy, bộ pin mà chiều nay em vừa mới làm cái review để lắp đây. Bây giờ em đã sạc đầy. Đấy, đèn đã báo đầy rồi. Bây giờ em sẽ đi xuống lắp em test thử xem là đi bao nhiêu cây, bao nhiêu cây km. Xin chào các bác. Em vừa mới cầm pin xuống ngân hàng đây. Bây giờ em sẽ chuyển bình. Vừa thả và rất là gọn, vừa khít ở trong này luôn. Để vừa khít trong gốc luôn. Cùng thơ mét đo đây, cái loại này là cái bình lít không to của em, bao nhiêu 1047. Em tắt đi, vừa sử dụng điện này. Này thì đút vừa trong cốp luôn, không sộp sạch đâu cả. Xin chào các bác, em đã đi km số vòng độ 18, 19 rồi. Vừa nãy là 147 ra 157. Hay 147 nhỉ? Là 147, bây giờ là 1658 và là đi được khoảng độ 19 cây rồi. Đường phía trước thì nó đang rộng, em thử một chút nữa thì đường kia thì không biết là có thử hay không, em thử xem là cái khả năng mà tăng tốc mà cái mức điện này đấy, nó vẫn còn khoảng độ 62.78 hoặc là 63 V. Để em đi thử tăng tốc đấy. Tăng tốc đường là đang thoáng, không một chút là không tăng tốc được. Khi mà tăng tốc kéo thì nó sẽ điện thế nó còn khoảng độ 59 V, 58 V như tốc độ thì sẽ là đắt xuống rồi. Các bạn thấy khi mà kéo như này thì tốc độ nó vẫn đạt khoảng 42 cây số, và sau khi đi khoảng 20 km, 19-20 km rồi. Đấy, điện nó sẽ có dấu hiệu là hồi dần. Trời hôm nay gió rất là to, em đang đi ngược gió. Đấy, em sẽ đi và chút nữa em sẽ làm một cái video lúc mà đi về. Hiện tại em đang đi trên đường đông. Đấy, đường đang vắng. Khi mà giảm ga một chút thì nó lại hồi điện về. Đấy, em dừng lại để em sau khi mà tăng tốc lên để chế độ eco chuyển support thử xem nào. Tốt hơn. Chế độ support thì tốn điện hơn rất là nhiều. Đường rộng thì em sẽ dừng lại để em kiểm tra xem là dây bình và cái dây pin và mọi thứ ở trong đó là như thế nào. Đây là một đấy, đúng tròn 20 cây. Pin thì hơi ấm thôi, dây thì không nóng, rắc rất là chắc, rất là chắc, mọi thứ rất là ok. Thực ra các bác mà mua cái bản này, mua cái bản pin này, mua cái bản mà 13 ampere này thì em thấy rất là hợp lý. Thứ nhất là hợp lý là các bác không phải chế vị trí để pin, không phải chế vị trí để pin là một, và thứ hai nữa là các bác về các bác thả nó vừa khít trong cốc luôn, rất là tiện luôn. Khi mà tắt lên bật lại thì nó vẫn về 62-63 V.
Tất nhiên là pin lithium thì nó sẽ có cái ưu điểm là sạc nhanh hơn. Thế thì em nghĩ là cái bản bản pin 13 13 ampe giờ này giá rẻ hơn cái bản mà 20 ampe kia. Nhưng quãng đường thì em chưa biết là đi bao nhiêu, nhưng mà thực ra ấy, bản chất rằng là đi cái xe này ấy, các bác, kể các bác có sử dụng một cái bộ pin mà đi được khoảng độ 8-90 cây chẳng nữa, thì các bác không bao giờ tự tin rằng là có thể đi được 8-90 cây. Các bác không dám đi đấy, tức là các bác đi thì còn phải thời gian sạc pin, và nhớ đâu mình đi có phát sinh thì không được. Nhưng mà các bác đang sử dụng cái bản mà áp quy trì, và các bác thêm cái cục được pin dự phòng này nữa, thì nó giống như là các bác rất là chủ động về việc đi lại. Khi nào cần thì các bác muốn đi xa thì các bác sử dụng cái này đi khoảng 20-30 cây vẫn ok, còn nếu không thì cái kia vẫn là cái đi chủ đạo, hàng ngày bác vẫn sạc cái kia. Cái này khi nào cần thì mình mới sử dụng đi thôi. Như mình đi cung đường dài hoặc là mình muốn khi mà cái bình như là yếu điện thì muốn đi nhanh hơn thì có thể sử dụng nó rất là tiện. Đấy nha, em dừng lại để em cho các bác xem là em vẫn chưa sử dụng một chút nào đến cái bộ pin kia, để các bác có thể xem điện áp vào trong bộ pin nó như thế nào, vẫn còn nguyên, em chưa sử dụng một tí nào luôn. Nếu mà đi chậm thì nếu mà đi tốc độ khoảng độ 30 đấy, em bật đèn nhé các bác xem nhé, bật điện này các bác xem này, điện áp ở đây đang là cái này đang là 62V đúng không? Đấy, em sẽ rút cái này ra, rút này ra, em sử dụng cái điện trực tiếp của automat đấy, lên đèn rồi nó vẫn là 71,7 này, đấy cái bộ pin đấy. Tắt đi, em lại sử dụng lại. Em đi trực tiếp vào mạch pin này luôn. Không, các bác lại bảo là bộ pin này thì em lại sử dụng này, dùng hai bộ pin chung. Đi bình thường thôi. Đi nếu mà các bác ở đi tốc độ 25-30 thì em nghĩ là cái bộ pin này sẽ rất là tiết kiệm, đi sẽ được rất là nhiều. Chẳng qua là em ở cái đường này rất là rộng. Có lúc em đi dài dài có khoảng độ 46-47 cây, 47-48 km một giờ, cứ đi dài thế. Đấy, lúc vừa rồi em tưởng là không mưa, nhưng mà không mưa, rất là may. Đã sang đến km thứ 20-21 rồi, em tăng tốc thử xem là được bao nhiêu km một giờ. 35, 38. Khi mà đi nhanh thì tốc độ vẫn kéo ga, thì với thể trạng của em khoảng 90 kg mà đi cái đường này nó hơi nghiêng nghiêng một chút, đó là nhìn hơi dốc dốc một chút đấy, hơi dốc một chút nha, nhìn đường này đấy, hơi dốc một chút, vẫn cứ đạt tốc độ khoảng 42 km là rất là hợp lý rồi. Bản pin ngày xưa em đi mà khi mà sau khi đi khoảng 15 km, 10-15 km là đi tốc độ được 40 cây nữa, và chỉ 40 cây thôi, có khi mà không được, nhưng cái này là đạt. Và em sẽ tạm dừng video để chúng ta em sẽ quay tiếp cho các bác sau khi em đi về. Xin chào các bác, bây giờ đã đi đến km thứ 36-37 rồi, điện bắt đầu đã giảm xuống, báo vàng rồi bị sạc. Em xin đi cố xem được bao nhiêu cây nữa, và em sẽ chuyển sang cái bình kia. Cái số một giờ, vẫn được khoảng độ 34-35 km một giờ, cũng khá ổn. Em sẽ đi khi nào hết hẳn thì em sẽ
đi một ngày cho bác xem. Thưa bác, bây giờ là khi mà đi đến quãng đường 8, nghĩa là khoảng độ được 36-37 km, thì bắt đầu cái pin này nó đã hết điện, bây giờ nó báo là không rồi, còn khoảng 53V. Thì em sẽ đi cố đi thử sao có đi được nữa không. Bây giờ tốc độ rất là chậm, khoảng 4-5 km/h thôi, không đi được nữa, khoảng 8-9-10 km/h. Bật tay ga nó không tác dụng nữa rồi. Đây thì bật chế độ sport nó tác dụng gì không? Cũng không có tác dụng gì. Chắc là đến tầm này là xe nó sẽ không cho đi nữa. Nó bóp dòng rồi. Không phải đi thêm nữa rồi. Chắc là đi thêm chỉ có 100-200 m nữa là hết sạc kiệt điện thôi. Đèn nó rất sáng. Để cố thêm được nữa, tốc độ bằng một chiếc xe bằng người đi bộ. Ga nữa xem có đi được không. Bây giờ là không phải ga nữa rồi, xe là bật, nó bóp dòng lại rồi, không đi được nữa. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái bình của em để em đi về. Là cái bộ 13 này sẽ đi được khoảng độ là khoảng độ 36-37 km, khoảng 37 km để hết điện. Này em đã đi, có những lúc em đi với tải trọng 2 người, giờ em rút ra đây các bác xem đây. Em bật chìa khóa này, hết điện nha, bật automat lên, automat lên này, cái điện đúng không? Nó bật át lên là đèn lên luôn. Đây. Bộ đây vẫn đang là 71,7V. Em sẽ đi thử một đoạn đó xong rồi em cắm lại xem là cái bình nó hồi được bao xa không. Bắt đầu đi. Hôm nay em đã đi thử cái bộ này xem tốc độ tối đa được bao nhiêu cây số bao giờ. Đường nó rất là vắng. Tốc độ max là 49 km/h. Rồi, chào các bác.